Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một dòng xe đua cao cấp đến từ thương hiệu của Gian, và chiếc này Gian TCR 6500. Một dòng xe đua chuyên nghiệp đến từ thương hiệu của Gian các bác nhé. Như các bác biết thì dòng OCR thì là dòng xe đua dành cho các bác mà mới tiếp cận xe. Còn TCR là một dòng xe đua dành cho các tay đua đã đạp lâu rồi thì sẽ lựa chọn dòng TCR. Và bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và model của xe là Gian TCR 6500. Các bạn có thể lên Google search thêm về chiếc xe này, Gian TCR 6500. Trước đây em cũng đã về một số chiếc và được các bác đón nhận rất là tốt, gọi rất là nhiều cuộc điện thoại về chiếc xe này. Nay em về một chiếc. Với dòng Gian TCR này thì bộ khung của nó nhẹ hơn so với dòng xe đua khác, em đánh giá các bác nhé. Bộ khung của Gian rất là uy tín. Bộ khung alloy SL, công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian. SL là cao cấp hơn alloy thông thường các bác nhé. Cho bộ khung nhẹ và bền thôi. Xe này sẽ rơi vào tầm dưới 10 cân. Cái một bộ khung nhôm mà dưới 10 cân thì các bác nhôm tốt nhỉ. Màu trắng và những điểm nhấn là chữ Gian TCR đấy. Màu đen và xanh rất là hài hòa trên khung xe. Yên và cọc yên nguyên zin của Gian các bác nhé. Yên của TCR, Gian TCR. Bộ phanh 3 mảnh cao cấp của Shimano Tiagra. Trên khung sau của xe, đằng sau xe thì có chữ website của hãng, website chính hãng. Xe được người chủ trước nâng cấp lên bộ lốp hiệu của Michelin. Các bác nào đi xe qua hoặc đi xe lâu đời thì cũng có thể biết là Michelin, một hãng làm lốp rất là nổi tiếng và uy tín trên thế giới rồi. Van hạt gạo các bác nhé. May ở hiệu Cero. Nít và xích như các bạn thấy rất là mới nhé. Đùi cao cấp của Tiagra. Và xe này về thì không có bê đa. Khi gửi hàng các bác thì em sẽ tặng các bác một đôi bê đa. Trên này ghi đông của Phút như kim của Gian. Các bác sẽ lên nhẹ. Xe có những Gian. Sử dụng một tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra 10 tốc độ. Đây bên lip 10 tốc độ các bác nhé. Đây bên đĩa là 2 tốc độ. Cho xe 20 tốc độ. Phanh trước xe là càng nhôm, càng rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%, 85-90% chiếc xe này. Lốp sau nguyên cặp của Michelin. Vành Cero. Phía bên dưới khung không có mã vạch đây. Mã vạch của xe. Còn đây là một mẫu xe đua chuyên nghiệp
cho những các bác tìm kiếm những xe mà cấu hình cao và xe nhẹ thôi nhé. Nó sẽ đi vào đo chiều cao không đứng. Vâng, và xe có chiều cao không đứng là 47, 48. Và không ngang là 5, cũng là 48 thôi nhé. Của các bác từ 1m6, 1m7 đi vừa chiếc xe này, 1m6 đến 1m7. Thế đi vào chuyển động 10 tầng lít. Chủ đề của Silverado Tierra 10 tầng lít. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Nguyên bộ của group của Silverado Tierra, ra đĩa của Tierra, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Có một lỗi chi tiết nhỏ mà. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian cao cấp Gian TCR 6500, được sở hữu bộ khung siêu nhẹ, bộ khung nhôm siêu nhẹ, và chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Silverado Tierra. Chiếc xe được bán tại GNG mức giá là 13.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Trên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại GNG. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.